Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Bitcoin. Thì hôm nay mình sẽ gửi tới các bạn dự án là Zero Bay Finance. Thì đây là trang chủ dự án. Thì Zero Bay là một mã thông báo thanh toán phi tập trung decentralized nha các bạn. Thì đây là trang chủ của dự án. Thì dự án này thì là một hệ thống thanh toán thì cho mọi đại lý chính sách của hệ thống kinh tế như thương mại điện tử này, chủ doanh nghiệp và công ty tài chính và các cửa hàng bán lẻ nhé, và công ty phân phối. Thì hiện tại nó đang có chương trình airdrop cho chúng ta. Thì đây là tokenomics của họ này. Tên mã token đó là Zero Bay nhé các bạn. Tên em là Zero Bay Finance và tên mã token là Zero Bay, và được xây dựng trên mạng lưới Binance Smart Chain BSC. Tổng cung của nó là 40 triệu nhé. Thì họ đang trong chương trình bán hàng pre-sale thôi. Ngoài ra họ còn làm về Zero Bay card nữa này, có nghĩa là thẻ Visa ấy các bạn. Ok, thì để tham gia vào cái drop này thì các bạn vào link dưới phần mô tả video, các bạn mở con bot ra và ấn nút start để chat với bot. Thì drop này nó sẽ kết thúc vào ngày 15 tháng 10 nhé. Tham gia vào drop này chúng ta sẽ nhận được là 20 token. Ok, thì cái nhiệm vụ đầu tiên chúng ta cần làm đó là chúng ta join vào kênh channel. Các bạn vào channel này, chúng ta tiến hành join. Sau khi join xong, các bạn quay trở lại bot. Chúng ta làm nhiệm vụ tiếp theo đó là join vào group. Các bạn vào group, chúng ta tiến hành join. Sau khi join xong, chúng ta quay trở lại bot. Chúng ta tiếp tục follow từ Twitter và chia sẻ lại bài viết. Các bạn vào official từ Twitter. Trên từ Twitter của dự án, các bạn ấn nút follow theo dõi. Sau đó các bạn kéo xuống đây, thì ở bài viết đầu tiên này các bạn tiến hành like, sau đó các bạn nút chia sẻ. Các bạn chọn phần Reddit tự viết lại, tự viết lại một cái trực tiếp. Sau đó thì các bạn quay trở lại bot. Chúng ta làm nhiệm vụ tiếp theo đó là follow của cái account của dự án nha các bạn. Các bạn ấn vào account Twitter. Chúng ta trên từ Twitter của account, các bạn ấn nút follow. Sau đó các bạn quay trở lại bot. Chúng ta làm nhiệm vụ tiếp theo đó là follow kênh mạng xã hội Instagram. Các bạn vào Instagram. Thì trên mạng xã hội Instagram của dự án, các bạn ấn nút theo dõi follow. Sau đó các bạn quay trở lại bot. Chúng ta làm nhiệm vụ tiếp theo đó là follow kênh mạng xã hội Medium. Các bạn vào Medium. Thì trên mạng xã hội Medium của dự án, các bạn ấn vào nút follow theo dõi nhé. Ok, sau đó thì các bạn quay trở lại bot. Các bạn ấn vào nút Join Airdrop. Sau đó thì hỏi chúng ta đã join vào hai kênh chưa, thì các bạn vào phần Next. Tiếp theo đó thì nó yêu cầu chúng ta là điền lại username từ Twitter hoặc là link profile. Thì ở cái nhiệm vụ này chúng ta cần là tag hai friend nha các bạn, tag hai người bạn dưới phần mô tả. Thì các bạn nhấn vào cái đường link official từ Twitter lại này. Thì ở cái bài viết hồi nãy các bạn nhấn vào bình luận nha. Các bạn nhấn vào phần bình luận. Các bạn tag thêm hai ba người bạn vào đây giúp mình. Ok, sau đó các bạn phần reply chúng ta bình luận lại. Sau đó thì các bạn quay trở lại tường nhà, các bạn chọn một hồ sơ profile. Tiếp theo đó các bạn copy lại cái link profile từ Twitter của các bạn. Sau đó các bạn quay trở lại bot, các bạn dán cái link profile từ Twitter của các bạn vào đây và gửi cho bot. Tiếp theo đó thì các bạn ấn vào nút Done. Sau đó thì nó yêu cầu chúng ta điền lại link profile Instagram, thì các bạn quay trở lại với mạng xã hội Instagram. Thì trên Instagram các bạn chọn vào avatar thì nó sẽ tự động dẫn các bạn đến trang cá nhân Instagram của các bạn thôi. Thì bên trong trang cá nhân Instagram các bạn copy lại cái link profile Instagram của các bạn nhé. Sau đó các bạn quay trở lại bot, các bạn dán cái link profile Instagram của các bạn vào đây và gửi cho bot. Tiếp theo đó là nó yêu cầu chúng ta điền lại link profile Medium, thì các bạn quay trở lại với mạng xã hội Medium. Thì trên mạng xã hội Medium các bạn chọn vào hình đen đen này nè. Sau đó các bạn nhấn vào avatar. Tiếp theo đó các bạn kích vào cái username ở dưới tên của các bạn, thì nó sẽ tự động dẫn các bạn đến trang cá nhân Medium của các bạn thôi. Thì bên trong trang cá nhân Medium các bạn copy lại cái link profile Medium của các bạn nhé. Sau đó các bạn quay trở lại bot,
các bạn dán cái link profile Medium của các bạn vào đây và gửi cho bot. Và cuối cùng là địa chỉ ví BEP20 Binance Smart Chain. Địa chỉ ví thì các bạn dùng ví Trust Wallet hoặc là ví MetaMask hoặc là ví SailPay. Các bạn copy lại cái địa chỉ Smart Chain của các bạn, sau đó các bạn quay trở lại bot, các bạn dán cái địa chỉ ví của các bạn vào đây và gửi cho bot. Ok, sau đó các bạn có thể ấn vào phần Balance để check số dư. Thì sau khi hoàn thành tất cả các nhiệm vụ, các bạn sẽ nhận được là 20 token ZeroPay nha. Và để lấy link Red thì các bạn có thể ấn vào phần Referral này, NE này, thì nó sẽ hiện lên Red cho các bạn thôi. Các bạn copy lại link Red đi tương theo bạn bè để nhận thêm token. Thì qua mỗi lượt refer các bạn sẽ nhận được thêm là 5 token ZeroPay nha. Thì airdrop này nó sẽ kết thúc vào ngày 15 nha các bạn. Vào ngày 15 tháng 10 nó sẽ kết thúc nha, và nó sẽ phân phối cho chúng ta sau đó. Ok, thì như vậy là cái video mình hướng dẫn các bạn là nhận 420 token ZeroPay đến từ dự án ZeroPay Finance đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem, hẹn các bạn ở video tiếp theo.